Thì lúc trước cửa hàng thì mình cũng rất nhiều nha anh em. Nay thì cảm ơn em đã tin tưởng và ủng hộ mình, và đã hàng thì nó vẫn còn nhưng mà còn ít nha, không đủ để cho anh em. Nếu mà hết dịch thì bao nhiêu thì không đủ rồi, thì anh em nào cần thì alo mình nha. Rồi giờ thì mình cũng test hai cái đầu thi da nha. Đó, một đầu thi da đang MS 313 nha anh em. Đó, con này còn rất là đẹp nha nha. Con này thi sứ lòng sứ nè, thi da lòng sứ, lòng đen luôn nha, lòng đen là rất là đẹp nha anh em. Con máy móc còn rất là mới luôn nha. Đó. Thì mình cũng ít chơi thi da thì mình giờ mình mua chơi qua hàng thi da phun thuốc cho anh em. Đó. Giá thì vừa vừa cho anh em xài, còn mấy con kia cao áp đó, rất là mới, thi da và dài lắm nha anh em, thi da cỡ 45 nhiều nha anh em. Đó, đầu thì nó hơi tróc xíu nè, tróc chỗ này, tróc chỗ này nha. Đó, thì em mua bán thì em bán nói rõ ràng cho anh em nha, chứ không có giấu giếm gì hết á. Anh em nào thì tin tưởng thì ủng hộ cho mà cho em. Giá cả thì em sẽ báo trực tiếp qua video của mình luôn nha. Con này ốc 7 màu luôn nha anh em, rất đẹp luôn. Đó, nhớ kiên luôn nha. Đó, rất là mới luôn nha anh em. Đó, mặt inox của đây. Anh em có con này cả mua tài cả hai người ba người là xịt phun thuốc nha, rửa xe thì rất là êm luôn nha. Đó, nó lưu lượng nước của nó đây, lưu lượng nước của nó tầm 26 đến 32 lít nha. Đó. Vòng này là vòng tua của nó này, 900 đến 1.000. Nó xài cỡ 2,6 đến 1 kg nha. 1 kg đến 2,6. Anh em. Đó, đầu Maru MS 313. Con này cũng giống như Maru MS 310 nha. Trước mình có quay rồi thì mình lựa hàng thi da đẹp rồi mình bán hết cho nha anh em. Rất là ngon, rất là đẹp nha. Rồi giờ mình sẽ test tải clip nha, test tải cho anh em. Đó, mình đang xài bét qua cái bét 2,5 ly luôn nha anh em, 2,5 ly. Đó, con này sẽ bét nha, 2,5 ly. Đang rất là xa luôn nha. Con này anh em mà chụp thuốc rửa xe tải xe ben này được nha. Đang rất xa nè. Thấy không? Thấy không? Máy đơn chạy luôn nha. Đó. Còn nguyên đinh luôn nha anh em. Anh em thấy không? Đó, cái lực của nó ra đây. Áp của nó cỡ 50 đến 70 nha anh em. Bắn là rất xa luôn nè. Đó, anh em thấy không? Giờ thì đường cái thì vắng hiu hết, không có người. Đó, rồi giờ một mình test thôi thì mình cũng tận dụng mình thôi nha em, chứ không có ai hết. Đó, thì con này thì em cũng báo giá cho anh em luôn nha. Con này bán cho anh em 4,5 triệu nha, giá 4,5 triệu nha anh em. Đó, đầu rất đẹp luôn nè. Đó,
chỉnh áp của này, chỉnh áp rất là xịn sò luôn nha. Đó, anh em thấy không, chỉnh áp đây rất là to. Đó, này xài hai vòi là vô tư nha anh em, hai vòi xịt ra hai vòi nha. Đó, con này 4,5 triệu. Rồi mình sẽ giới thiệu anh em một con nữa, một con MS 330 nha. Đó, cũng tia luôn mà tia trắng nha. Con này cũng đời mới nha anh em, hai con mấy con này tia là từng đời mới hết nha. Đó, ốc là 7 màu luôn nha, rất đẹp luôn nha. Đó, nhớt nhau thì còn rất là nguyên riêng luôn nha anh em. Con này em cũng test video hết cho anh em. Đó, hai con tia, con này 4 triệu nha, con này giá 4 triệu, con kia 4,5 triệu nha. Đó, con này xịt mạnh hơn con này. Đó, con xịt rất là mạnh nha, hai con đều rất đẹp.